thân cây nhá. Anh em kênh YouTube Thuận Hòa xin chào tất cả các bạn và mọi người nha. Mọi người ơi, qua một thời gian, anh em kênh YouTube của Thuận Hòa đã suy luận và sáng tạo ra, tìm tòi những nội dung video hài hước để gây cấn cho mọi người và các bạn đón xem sau những buổi lao động và học tập mệt mỏi. Xem các video của anh em Thuận Hòa, nếu hay cho anh em Thuận Hòa xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất, hài hước nhất của kênh anh em Thuận Hòa mọi người và các bạn nhé. Sáng mai nhưng mà chưa thấy mày cứt trong mưa đời. Mẹ con ngủ vừa đi chim mà đi mãi đây. Chị mãi. Ông vừa là con toán đi hả? Tôi có nói chứ mà tôi nói vừa đi ra con ngồi thế mệt cái mấy con ngồi đi. Nó bù cùng cả mặt đấy chứ nói chi mà mô. Chứ đi nhưng mà đi lâu đó con đi chờ mà đi buổi tới. Con kiếm không? Này, tôi nói cho ông biết nha. Tôi lúc người ta đi chờ không? Ừ. Tôi nó đèn ra là bà thợ đặt 20 con vịt. Cái đèn ba lương đặt 20 con ga. Ừ. Rồi ghẻ vào thăm cái vịt đũa. Có ấy rồi là có 6 báo. Tôi nghĩ là tôi đi chơi, không phải là đi chờ không? Thế nên ông có tưởng đi chờ không à? Để về mà mua thêm ca thêm về con núi trong nhà mà bảo quản đi mà nên đi hai ba chục bổn nói chứ là chưa về đi để ống rồi thì do thế mà ba đi chơi với con chim không chết quả trời ơi toàn cà ra đi vừa chào ta đi thì phải từ cứ tháng đi về mà mình tôi ăn trâu với ăn cổ thì xanh cả ruột mà đang ăn lên chim mà ấy mà ống cái này thế đấy. Tôi đứng đây việc nào việc đấy, một cháu hai ba việc. Chứ đi có phải là đi chờ gạo ba ve đâu, mình phải là đi lâu mới đi mau. Tôi nói bà rồi, gà vịt ngang ngông chứ thì ba tôi được cái chim không? Tốn trả lúa chứ được cái chim không? Chắc đúng được. Được cái con chim không? Nuôi thì phải ăn, mà không tổ thì lại chứ chân lớn. Thế có ăn nó mới lớn được, thì không nuôi thì lại chứ mà có ăn cả về lại chứ mà thịt à. Rồi khách cửa, muốn mà thề con ngán con ra. Thế không bị cọ phải đối với cọ chứ. Chứ ông đây là nhẽ mà cứ ngán mà đầu cái chi là nuôi con chi là ông quỷ. Tôi nói bà đó, đi chờ từ cái đấy chứ lo mua vịt mua gà chứ. Thế thì tao đi chờ một mùi thế từ cái chi mà. Quá trời ơi toàn cà đi. Đấy chi là không? Vừa cà sâu sống cái cà thì thế này mà. Những tháng đi rồi. Một tháng đi rồi bà cho tôi ăn rau toàn rau chay cả ruột mà nó đang được mà ô ba được này tôi nói chồng nghe nhá ông có nói múa cả múa thịt thì lại tiền nó mà ông có nên đấy mà thì tiền là ba cầm ra chứ tôi cầm à ba cầm nhưng mà cầm mưa đồ ca vào thôi chứ còn thịt là không bảo mới nhá lâu lâu thì bảo mà thịt chứ ông có thấy mà thì tôi hắn cho nó tôi hắn cho nên tiền cũng không gọi là thêm ăn cho nó chứ còn mấy con vịt của ai ta bắt thịt luôn thì nó cơ ra đừng có cái đèn cái khách ở đó không có cái thịt lắm để đánh cái canh cái cánh ở mái một cái có cái đèn đấy ông ta mới thấy cái lẩu này lẩu gì mà tê đúng không mà bố mà dọn để lắm ba tới chắc chắn đúng không để mà khi bố có khách là có khách là bà nhớ cho thịt đấy để nó tối danh để có khách có khách thì giàu chắc một bắt tay một có khách chứ thì có khách chứ này bắt tôi nói bà là bắt có khách là mà cho bà là thịt đấy bắt tay một chắc chắn một có khách được rồi không có thịt ờ được rồi chắc chắn một đi bỏ đi xoán mà bảo ăn mà ừ. Nặng chưa
mèo bán chứ bằng mèo ống như mới đây. Dưa là có khách liền, cô chồng mà là mấy con vịt đấy với canh luôn. Dưa có khách ngay, tôi đi cái nào. Muốn có khách là có như. À, bác đi mua đây. À, chụp à. Đi mua lấy chuyển đấy. Anh em bác có chuyện gì nữa? Tôi là nói thôi. Ừ. Bà ông cứ mua đây, cứ nói chuyện, cứ mua. Ừ. Bà ông cái canh không? Tất cảnh hả? Khi mua thịt canh vịt cộ ngon lắm. Ủa, thịt canh thì mua nhưng mua nặng đi thì ai cũng thích. À dạ, rất thích quả thịt đấy. Nhưng mà này, bạn, nhưng mà chủ cỏ à? Cô chỉ thịt canh đi mua thôi rồi là có liền mua. Nhưng mà vịt đấy là vịt chủ nuôi hay là chủ vịt mua? Vịt nhà nuôi chứ còn vịt mua nó chi nữa. Vịt nhà thì ngon lắm. Vịt nhà thì tuyệt vời là vịt nhà là... không cả con to con kia chứ nhỉ? Ừ, không không có can chứ nhưng mà từ bán nó luôn. Ờ ừ, được rồi thì đi này mua này như vậy như vậy như vậy nhưng mà cho anh phải này ừ. Ừ, uống nước này giờ giờ vợ trong núi được nhiều vịt không nhau là giả nói là thoải mái thịt thoải mái à thoải mái thịt ngay người đấy máy mày gặp chị quê chung lúc đi á là anh mua nhưng mà nặng cái gì anh thì mới bao uống nước đấy nói rồi anh là xem cái cánh cực kỳ luôn là thứ gì tính phải có ba mươi ơi đừng có khoan này để cho anh hỏi cái tức là vịt là vịt cỏ mà vịt là hai vợ chồng nuôi chứ không phải là mua chứ không vợ vịt đấy là vịt nuôi vịt mua trời mời bác đấy ơi nhưng mà thế này em mà đã mời anh đó nè thì anh ở lại nhưng mà nói cho cùng ra là mời là anh ăn đó này thì là mời lại mời đẩy muôi mời anh nữa đấy ăn thật không để em đánh chiếc canh đấy anh đấy là anh nói cho em rồi là vì đi bữa quá anh đi chơi dân họ này ừ rồi là có mấy cái ba hân phở bác ơi bác mời bác vào cuối cùng mình ăn bát phở rồi lại nói 30.000 nhưng mà em có phải là mời thực đầm không là nhà, mời đó đó nhà cửa của em đây thì đúng rồi thì ai nhà ai quan quan này coi để cho anh nói cho hẹn để cho em hiểu vì thực sự á dạ. Là tiền thì bạn không có anh không có tiền dạ. Nhưng mà không mảy khí mà việc nhà mà nuôi được á mà em mời là mời thực lòng chứ đừng có mảy đừng có như kiểu là mảy ba giờ chờ đi qua đội buồn ngáo ngán mời anh ơi anh bạc ơi bạc vào đây ta nhưng mà anh xong rồi rồi 30.000 nè em ơi chắc chắn anh nha anh ơi răng em đi học với anh ở đấy nè ừ ông châu nè em á châu giàu nghĩ là thơi thì thắt hơn thân kính là được rất thân kính à thân kính là được rất nhá thân kính à không phải vì gai nó không kính là được rất quá trời thân kính ừ quá trời thân kính thân kính à quá quá